Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đầu tư công được xem là vốn mồi nhằm kích thích tạo dư địa tăng trưởng kinh tế trước mắt cũng như dài hạn. Tuy nhiên, thực tế việc giải ngân vốn đến nay vẫn gặp khó khăn bởi nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Là dự án trọng điểm của thành phố, đến nay dự án tuyến đường vành đai phía Tây và dự án nâng cấp đường DT601 tại huyện Hòa Vang vẫn chưa thể về đích dù đã nhiều lần được gia hạn. Ngoài nguyên nhân do năng lực nhà thầu như ở dự án đường vành đai phía Tây, thì tại cả hai dự án này, việc chậm tiến độ là bởi vướng mặt bằng. Mới đây kiểm tra thực tế hai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng và hỗ trợ đơn vị thi công theo hình thức cuốn chiếu, nhất là tại tuyến DT601. Huyện Hòa Vang, xã Hòa Liên, xã Hòa Sơn hỗ trợ thi công, dứt điểm trong vòng 10 ngày cái đoạn và nấu Hòa Liên, Hòa Sơn này, rồi khoảng trên 200 mét ha, dứt điểm trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 cho đến ngày 17 tháng 11. Và đơn vị thi công là đưa tất cả nhân vật lực vào đây, phương tiện, thiết bị, vật liệu vào để sẵn sàng cho cái thi công đúng tiến độ. Trong năm 2023 này, các đơn vị cam kết hoàn thành 38 dự án trọng điểm. Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, đến nay có 16 dự án hoàn thành, cơ bản hoàn thành, 22 dự án đang triển khai. Trong đó, có 14 dự án sẽ hoàn thành từ nay đến cuối năm 2023, còn 8 dự án chưa thể hoàn thành trong năm 2023 này. Còn lại 8 dự án này thì vướng đền bù và Ủy ban Nhân dân thành phố vừa rồi cũng đã có những cái giải pháp tập trung để mà đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, và cũng như là Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố một số giải pháp còn lại, đặc biệt là tập trung chủ yếu đối với các giải pháp liên quan tới cái việc bố trí tái định cư đối với các hộ mà làm nhà trên đất không phải là đất ở. Theo Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 10 đạt hơn 430.600 tỷ đồng, đạt gần 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, còn tới 42 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Đòi hỏi Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt để thúc đẩy tiến độ trong những tháng còn lại. Chúng ta thấy điển hình nhất những vướng mắc trong đầu tư công đó là những vấn đề liên quan đến các cái thủ tục về mặt gọi là phê duyệt các cái dự án để phân bổ đầu tư, rồi những vấn đề liên quan đến là giải phóng mặt bằng phải có các cái yếu tố để chuẩn bị tốt, rồi là những vấn đề liên quan đến như là khi dự án được triển khai thì những vấn đề như là các cái nguồn vật liệu cho công trình cũng là những cái khó khăn. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu năm 2023 giải ngân được 95% kế hoạch vốn đầu tư công sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm 1,3%. Chậm giải ngân không chỉ lãng phí nguồn lực mà nền kinh tế còn bỏ lỡ cơ hội phục hồi, phát triển.